Dobrý den. Ahoj všichni. Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với học tiếng Séc cùng Tam Đa và Magnus. Mình tên là Ngọc và hiện giờ mình đang làm giáo viên tại một trường tiểu học ở Lebuch và Ngọc cũng dạy tiếng Séc tại trung tâm Magnus ở Praha nữa. Để cập nhật các khóa học tiếng Séc, các bạn hãy liên lạc với Ngọc hoặc vào trang Facebook của Magnus tại đây. Trong bài tuần trước, chúng ta đã cùng nhau học cách 6 đi kèm với các nơi mà chúng ta có thể tìm thấy ở trong thành phố. Bài học ngày hôm nay Ngọc muốn nối vào bài trước và dẫn các bạn đi trong thành phố bằng phương tiện giao thông Dopravní prostředky. Dopravní prostředky. Và Ngọc cũng muốn các bạn nhận biết được các đồ vật mà có thể được tìm thấy ở ngoài đường. Ok là, tak pojďme začít. Dopravní prostředky. Dopravní prostředky. Phương tiện giao thông. Lần này Ngọc sẽ dùng cách 7. Sedmý pád, cách 7 trong các câu kèm với vốn từ để các bạn có thể nhìn thấy khi nào chúng ta dùng cách 7. Tramvaj. Tramvaj. Có nghĩa là tàu điện nổi, tàu điện nổi. Jezdím do práce tramvají. Jezdím do práce tramvají. Tôi đi tàu điện nổi đến nơi làm. Metro. Metro. Có nghĩa là tàu điện ngầm. Nejezdím metrem. Nejezdím metrem. Tôi không đi bằng tàu điện ngầm. Auto. Auto. Zítra pojedeme autem. Zítra pojedeme autem. Auto có nghĩa là ô tô. Ngày mai chúng ta sẽ đi bằng xe ô tô. Một dạng ô tô nữa, chúng ta có xe chở hàng hoặc là xe ba khoang. Nákladní auto. Nákladní auto. Văn nói của người Séc người ta sẽ gọi là nákladák. Nákladák. Còn văn viết thì các bạn hãy viết là nákladní auto. Vezeme zboží nákladním autem. Vezeme zboží nákladním autem. Có nghĩa là chúng ta chở hàng bằng xe chở hàng. Thêm một dạng xe ô tô nữa và đó là dodávka. Dodávka. Tên này chắc chắn là mọi người đã quen thuộc rồi tại vì mọi người hay dùng khi đi lấy hàng nữa. Dodávka, mình sẽ đọc là F, dodávka. Nhưng mà viết, mình sẽ viết là chữ V, dodávka. Có nghĩa là xe chở hàng. Pojedeme dodávkou. Pojedeme dodávkou. Chúng ta sẽ đi bằng xe chở hàng. Một phương tiện giao thông nữa mà mùa hè chúng ta sẽ gặp phải ở ngoài đường đó là xe đạp. Kolo. Kolo. Můžeme jezdit kolem. Můžeme jezdit kolem. Có nghĩa là chúng ta có thể đi bằng xe đạp. Một dạng xe buýt cũng có thể là xe bus điện. Xe buýt điện đó là trolejbus. Trolejbus. Chceme jet trolejbusem. Chceme jet trolejbusem. Có nghĩa là chúng tôi muốn đi bằng xe buýt điện. Taxi hoặc là taxík có nghĩa là xe taxi, cũng giống như trong tiếng Việt đúng không các bạn? Přijela jsi taxíkem? Přijela jsi taxíkem? Có nghĩa là bạn đã đến bằng xe taxi à? Letadlo. Letadlo. Letadlo là máy bay. Letíte letadlem. Letíte letadlem. Có nghĩa là câu khẳng định và đó là các bạn bay bằng máy bay. Vrtulník. Vrtulník. Có nghĩa là máy bay trực thăng. Doktoři letí vrtulníkem. Doktoři letí vrtulníkem. Có nghĩa là các bác sĩ bay bằng máy bay trực thăng. Một phương tiện mà chúng ta sẽ đi trên nước và đó là thuyền. Loď. Loď. Výlet lodí je moc krásný. Výlet lodí je moc krásný. Có nghĩa là đi chơi bằng thuyền rất đẹp. Motorka. Motorka. Có nghĩa là xe máy. Jedu motorkou. Jedu motorkou. Có nghĩa là tôi đang đi bằng xe máy. Một dạng xe nữa và đó là xe cứu thương. Sanitka. Sanitka. Jsem nemocná, vezou mě sanitkou. Jsem nemocná, vezou mě sanitkou. Có nghĩa là tôi ốm, họ chở tôi bằng xe cứu thương. Rychlík. Rychlík có nghĩa là tàu hỏa cao tốc. Rychlík. Rychlíkem je cesta velmi rychlá. Rychlíkem je cesta velmi rychlá.
Có nghĩa là đường đi bằng tàu cao tốc rất nhanh. Cái câu này các bạn cũng có thể đọc để tập uốn lưỡi, tại vì có rất là nhiều chữ R. Rikrikep yatsasta vamirikla. Sau đó chúng ta có traktor. Traktor cũng một cách uốn lưỡi nữa, và đó là máy cày. Traktor, máy cày. Napoli jezdíme traktorem. Napoli jezdíme traktorem. Ở trên cánh đồng chúng ta đi bằng máy cày. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua các địa điểm mista. Những địa điểm này mọi người có thể gặp trong thành phố. Mista ve městě. Mista ve městě. Parkoviště. Parkoviště có nghĩa là bãi đỗ xe. Zastávka autobusu. Zastávka autobusu. Bến xe buýt. Zastávka tramvaje. Zastávka tramvaje có nghĩa là bến tàu điện nổi. Bến tàu điện nổi. Nádraží. Nádraží có nghĩa là ga tàu. Vậy hlavní nádraží. Hlavní nádraží có nghĩa là ga tàu chính. Và vào cuối bài học ngày hôm nay, Ngọc đã chuẩn bị cho các bạn một bài nghe. Ngọc cũng sẽ nói lại những cái câu mà Ngọc đã nói trong cả bài học ngày hôm nay. Vậy các bạn nhớ lắng nghe nhé. Tramvaj. Tramvaj. Autobus. Autobus. Metro. Metro. Motorka. Motorka. Nákladák. Nákladák. Nákladní auto. Nákladní auto. Dodávka. Dodávka. Trolejbus. Trolejbus. Và một từ cuối cùng. Từ này rất là dễ. Letadlo. Letadlo. Và một câu hỏi cuối cùng cho các bạn. Các bạn có biết hlavní město? Hlavní město có nghĩa là gì không? Những ai biết thì mọi người hãy trả lời ở dưới phần bình luận. Tuyệt đối ông mặt trời! Vậy buổi học ngày hôm nay đã kết thúc. Ngọc chúc các bạn một ngày vui vẻ và ấm áp. Mějte se krásně nha!